Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trần Chí Thanh mới lên chức đã khủng bố, chơi dại hay chơi khôn đây. Ông Trần Chí Thanh từ Nghệ An mà được nhảy vào chiếc ghế quyền lực thứ hai tại thành phố Hà Nội là một may mắn mà cũng là một chiến thắng vẻ vang của cánh Nghệ An. Dân thủ đô ngàn năm văn hiến đã thua trắng bụng trước một ông tỉnh lẻ. Đây là nỗi nhục cho lực lượng quan chức ở gốc thành phố Hà Nội. Mỗi ông quan chức khi mới nhậm chức luôn tạo dấu ấn. Vấn đề là tạo dấu ấn với đảng hay là tạo dấu ấn với dân. Thông thường nếu tạo dấu ấn với đảng thì được đánh giá rất cao, nhưng dễ bị đối thủ âm thầm triệt hạ. Tạo dấu ấn với dân thì đôi khi lại làm phật lòng đảng và cũng là một cái dại. Vậy thì ông tân chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Chí Thanh đã tạo dấu ấn gì cho vị trí mới của mình vừa nhậm chức? Đây là hình ảnh ông tân chủ tịch Hà Nội Trần Sĩ Thành. Khoảng từ một tuần nay, mạng xã hội đã xôn xao về vụ khôi phục loa phường tại thành phố Hà Nội. Việc tái lập hệ thống loa phường, truyền thanh đến tận tổ dân phố, thôn mà dân chúng vẫn ví von là loa phường, nằm trong kế hoạch gọi là chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Khỏi phải nói là người dân cả nước phản ứng tiêu cực như thế nào, đặc biệt là người dân ở thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, việc dân phản ứng là chuyện của dân, còn vấn đề ở đây là ông Trần Sĩ Thanh cho khôi phục nó vì lý do gì là câu hỏi được đặt ra. Nếu lấy lòng dân thì chắc chắn không phải, vì chẳng ai lại đi nghe loa phường, trong khi đó ai cũng có smartphone trên tay nghe và xem các thông tin khác nhau. Hồi đầu thập niên 2010, sau khi tổ chức thăm dò dư luận trên cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội về loa phường và nhận lại kết quả là 89,67% không tán thành, Chủ tịch Hà Nội khi đó đã quyết định xóa bỏ hệ thống loa phường. Việc ông Trần Chí Thanh mới nhậm chức mà cho tái lập hệ thống loa phường chính là một kiểu dọa dân nhằm khẳng định sức mạnh mới của tân chủ tịch. Tuy nhiên, ẩn đằng sau đó là ý đồ khác, đó là ông Trần Chí Thanh đã giúp nhóm lợi ích Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin Tuyên truyền thành phố Hà Nội có cơ sở rút ruột ngân sách rất lớn để chia chác cho nhau. Thực sự đây là một loại dự án vẽ ra để trục lợi, chứ người dân không ai đồng tình khôi phục lại hệ thống gây ô nhiễm tiếng ồn này vốn đã rất lớn ở thủ đô Hà Nội. Đây là hình ảnh dự án khôi phục loa phường. Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn Hà Nội được công bố ngay sau khi ông Trần Chí Thanh trở thành chủ tịch Hà Nội. Đây được cho là cách chào sân thiếu khôn ngoan của ông tân chủ tịch thành phố. Hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sâu sắc từ việc công bố các dự án, kế hoạch, công trình bị dân chúng phản đối và la ó kịch liệt vì đã vô bổ, tốn kém. Và cuối cùng, không ít dự án, kế hoạch, công trình phải tạm ngưng để triển khai hay đình chỉ vĩnh viễn. Gần đây, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương chỉ công bố các dự án, kế hoạch, công trình khi họ cảm thấy chắc chắn. Nhưng nếu ông Trần Chí Thanh khôn ngoan thì cho tạm ngưng, còn không thì lúc không được vui, ông Tổng lại cho khui ra dự án, thì sẽ dính phốt rất nhiều. Dự án loa phường này để lại vết tích rất dễ truy tìm về số chi của nó. Khôn hay dại trong mỗi quyết định rất khó xác định. Dù mất lòng dân nhưng Trần Chí Thanh được lòng nhóm lợi ích ở Hà Nội vì có thêm dự án để chia chác cho nhau. Lấy lòng quan chức địa phương là một cái nhìn khá tốt cho định hướng chính trị. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì dấu vết dự án luôn là thứ có thể quật lại quan chức này bất cứ lúc nào. Đấy là cái dại. Đây là hình ảnh chiếc ghế của ông chủ tịch Hà Nội những năm gần đây có rất nhiều duyên với nhà tù. Trần Chí Thanh còn đang ở thế kẹt, thỏa lòng tham thuộc hạ thì có được sự ủng hộ, nhưng đầy rủi ro, còn khó khăn với thuộc hạ thì cũng lại là một rủi ro nữa. Không có con đường nào hoàn mỹ cả, trò chơi chính trị là như thế, và Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh thì đã ngã ngựa, là một bài học cho ông Trần Chí Thanh cần phải cẩn thận. Trò chơi chính trị rất thất thường, bạn bè đó rồi kẻ thù đó nên cũng rất nhiều cạm bẫy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hóa ra lâu nay võ sĩ tổng ôm võ sĩ thủ nên khó ra đòn. Nay nhả ra thì ai tung đòn trước đây?
Trên sàn đấu võ, khi hai võ sĩ đang ôm nhau, cũng là lúc chẳng bên nào ra đòn được cả vì vướng. Vì thế trọng tài sẽ tách đôi võ sĩ cho họ đấu tiếp. Trường đá gà cũng thế, hai con gà mổ nhau, giữ chặt vào nhau thì chẳng con nào ra đòn được dễ dàng. Trong trường hợp đó, trọng tài cũng tách chúng ra. Không biết việc cho sát nhập cơ quan tổ chức biên đảng, ủy, tỉnh ủy và cơ bộ sở nội vụ có rơi vào trường hợp dính chùm khó ra đòn như thế hay không. Tuy nhiên, trong bối cảnh ông Tổng đang nhắm vào ông Thủ để hạ uy tín ông này nhằm nâng đỡ ông Chủ tịch Quốc hội đã cho thấy bên đảng mà đại diện là Ban Bí thư và bên chính phủ xem ra không được tương trợ nhau tốt như thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Tổng đang rất chủ động. Thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng, ông Tổng đã thông qua Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 nhằm mục đích thí điểm mô hình hợp nhất giữa Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ bên Chính phủ. Nghị quyết thí điểm hợp nhất cấp cơ sở, tức là cấp Ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoặc Thành ủy nếu là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ với Sở Nội vụ. Nếu hợp nhất cơ sở ổn thì sẽ hợp nhất ở cấp Trung ương. Và đó chính là ý đồ lớn. Mục đích này đã khá thành công dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Bên Đảng ủy thông qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện vai trò của Sở Nội vụ kiểm tra kiểm soát Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc Ủy ban Nhân dân thành phố. Mô hình này là tín hiệu tốt để ông Tổng tiến hành bước đi táo bạo hơn. Đó là hợp nhất Ủy ban Kiểm tra với Bộ Nội vụ của bên Chính phủ. Thực ra, thời ông Nguyễn Tân Dũng còn nắm quyền, bên đảng và bên chính phủ xung đột khá mạnh. Đặc biệt là cấp trung ương, nên sau khi loại được ông Nguyễn Tân Dũng, ông Trọng mới thí điểm mô hình hợp nhất hai cơ quan cùng nhiệm vụ ở bên đảng và bên nhà nước để thí điểm. Thời kỳ Nguyễn Xuân Phúc không xảy ra mâu thuẫn ở thượng tầng, nên sự hợp nhất này không có vấn đề gì cả. Đây là hình ảnh ông Thủ đang thủ rất tốt. Đến khi thời Phạm Minh Chính có sự dỉ tai bởi Nguyễn Tân Dũng về gián điệp bên đảng cài vào qua sự hợp nhất Ban Kiểm tra và Sở Nội vụ, nên ông Phạm Minh Chính đã dường như rất đề phòng. Ông Chính quyết không để bên Ban Bí thư có thể kiểm soát bên chính phủ, bởi ông đang rất cay cú vụ Việt Á, nhất cử nhất động của chính phủ đều bị bên đảng nắm thóp. Theo một số nguồn tin tiết lộ cho biết, mọi ý đồ bên đảng ủy đều bị bên Ủy ban Nhân dân biết trước, nên bên đảng ủy dường như bị mất uy quyền trước bên Ủy ban Nhân dân. Nếu điều này triển khai ở cấp trung ương thì thứ nhất, nhất cử nhất động bên Ban Bí thư đều sẽ bị bên chính phủ phát hiện và đề phòng. Như vậy, chuyện hợp nhất cơ quan kiểm tra bên đảng và cơ quan nội vụ bên nhà nước đều là sợi dây trói nhau làm bên kia và cả bên này rất khó. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2022, ông Võ Văn Thưởng nhận lệnh ông Tổng công bố tách ra giữa hai cơ quan có nhiệm vụ tương tự nhau ở bên đảng và bên nhà nước. Như vậy là võ sĩ Tổng và võ sĩ Thủ đã buông tay nhau để tiện ra đòn nhắm vào nhau. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều người đang quan tâm là ai sẽ ra đòn trước, ai tấn công và ai sẽ thủ công. Đây là hình ảnh ông Thủ được là người ta nhắc. Theo ý kiến khảo sát thì nhiều người cho rằng ông Thủ sẽ thủ, còn ông Tổng sẽ tống công. Bởi vì người ta thấy rằng hiện nay ông Tổng đang dùng vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu tấn công ông Thủ tới tấp. Thời gian tới ắt sẽ có phim hay cho mọi người xem, bởi sự chịu đòn của ông Thủ chỉ tới mức nào mà thôi. Nếu chịu đòn tốt thì ắt hẳn ông Thủ sẽ chuyển từ thế bại sang thế thắng. Đó là cách ông Thủ đang làm. Và liệu ông Chủ tịch Quốc hội có thành công hay không, chúng ta sẽ tiếp tục quan sát vào thời gian tới.